Rồi, xin chào các bác nha. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Nissan Đông Sài Gòn. Đây là con Nissan Terra phiên bản S máy dầu số sàn đời 2018. Tại đại lý chúng tôi đang có sẵn ngay tại đại lý luôn. Nissan Terra phiên bản S còn 3 con 2018, một con màu xanh, một con màu đỏ và một con màu vàng. Thì ba con này là đời 2018. Còn những màu khác, ví dụ như màu trắng, màu xám, màu bạc, các bác thích những màu đó thì phải chọn đời 2019. Và 2019 thì cuối tháng này có xe nha. Và giá xe 2019 nó sẽ cao hơn 30 triệu so với xe 2018. Con xe này đây, 819 triệu và giá này khi các bác đến đại lý các bác sẽ được một cái giá tốt hơn và kèm theo một số quà tặng nữa. Phiên bản này là bản máy dầu xài động cơ tăng áp 2.5 lít 188 mã lực 450 Nm. Cụm đèn đầu vẫn là đèn LED nhưng mà nó sẽ không có cái dãy đèn LED ban ngày ha. Đèn cốt và đèn pha vẫn là đèn LED. Vẫn có cái công nghệ là bật tắt tự động, tức là trời sáng nó sẽ tắt, trời tối nó sẽ bật. Đây đèn gầm. Màu xanh này khá là đẹp các bác ha, nhưng mà tùy người, có người thích cái màu nổi thì có thể chọn màu này. Bộ mâm là 17 inch, phía trước phanh đĩa, phía sau phanh tăng trống. Gầm thì cao rồi, đây là SUV gầm cao mà, 22,5 cm. Gương thì nó được điều chỉnh bằng điện, cái lõi này điều chỉnh bằng điện nhưng mà cái này gập bằng tay các bác ha, nó chỉ gập bằng tay thôi. Các bác muốn có thể thay gập gương của Terra E vào cũng được. Đấy, phanh sau và phanh tăng trống. Và cái bánh xe cua nó giống hệt như này, năm bánh giống nhau, cái mâm giống nhau luôn. Đây màu xanh đây các bạn. Terra S phiên bản máy dầu số sàn. Đời 2018 nha, con này 2018. 2019 thì giá chắc chắn cao hơn và 2019 là không còn cái màu này nữa đâu. Phiên bản này vẫn được trang bị cảm biến lùi, mấy cái nút tròn tròn phía dưới là cảm biến lùi đấy. Nó không có camera lùi, không có cốp điện luôn. Cái này mình có thể gắn thêm. Tôi sẽ để một cái link review chi tiết một cái xe khác ở bên dưới các bác đọc phần mô tả để thấy ha. Còn video này tôi quay sơ về con này và cho các bác chủ yếu thấy cái màu xanh này thôi. Phiên bản này nó ghế nỉ nha, nguyên bản nó là ghế nỉ như thế này nha các bác. Nỉ tạo vân cũng tương đối dễ nhìn so với phiên bản A, là cái nỉ này nó đẹp hơn phiên bản A. Và cái độ tựa lưng, cái ngã, cái góc ngã lưng của cái hàng ghế này nó sẽ ngã được khoảng 120 độ nhé. Được trang bị cửa gió hàng ghế thứ hai, có cả cửa gió trên trần này các bác, cửa gió trên trần nó kéo tới hàng ghế cuối luôn. Đây một cái điểm hay là mình cứ ấn cái này thôi và cái ghế nó sẽ bật lên, một thao tác một. Đấy, cái hàng cuối cùng nó chỉ có hai ghế ha, và cái góc ngửa lưng của hàng ghế cuối này nó cũng tương đối, nó cũng khoảng gần 120 độ. Tuy nhiên nó không được bằng như hàng ghế này đâu, nó không thoải mái bằng đâu, nhưng mà tương đối so với những xe cùng phân khúc khác là tương đối, có tựa đầu hết nhá. Đây là phiên bản số sàn định vị là chạy dịch vụ, do đó các option khá là nhiều nha các bác. Trang bị cũng cơ bản thôi, ghế thì chỉnh cơ hết nha, hơi rung một xíu các bác ha. Phanh cơ thì nó hơi thô. Vô lăng thì giống vô lăng xe tải. Thì những cái này độ phím bấm vô lăng này kia, bọn bọc ghế da là chúng tôi độ được hết, chúng tôi làm cho các bác được hết. Và đây là phiên bản số sàn 6 số. Đó. Còn mấy cái nút này là tắt cảm biến lùi và gập cái nút này nè là gập điện hàng ghế thứ hai đó. Đó, màn hình vẫn là màn hình cảm ứng 9 inch tích hợp bản đồ nhé. Nhưng mà điều hòa là điều hòa cơ thôi. Đấy, sơ sơ là các bác thấy như này. Thì bây giờ các bác mua một SUV 7 chỗ, xe nhập khẩu, xe nhập Thái 7 chỗ như con này đây, có 800 triệu, hơn 800 triệu thôi, thì đáng cân nhắc. Một xe như Terra đáng cân nhắc. Mức giá này thì các bác không thể đòi hỏi được một cái xe 7 chỗ gầm cao như con này nhiều thiết bị hơn, nhiều trang thiết bị hơn được. Rồi về công nghệ an toàn ha. Terra này được trang bị gọi là cơ bản thôi, những công nghệ an toàn đó là phanh ABS, phanh khẩn cấp,
phân bổ lực phanh điện tử. Đấy, phanh ABS nó không có cân bằng điện tử nha. Rồi các bác nào đang chạy dịch vụ hoặc là thích một cái xe 7 chỗ mà số sàn thì có thể chọn con này. Nếu mà đi gia đình á, mình có thể nâng cấp lên cái bộ phụ kiện 30 triệu đồng nữa là cái xe mình nó sẽ tươm tất đầy đủ nhé. Rồi tôi nhắc lại nè, cái giá 819 triệu. Con này 819 triệu, màu vàng, màu đỏ cũng vậy luôn, xe 2018. Và đến đại lý các bác sẽ được tặng thêm quà tặng, một số quà tặng nữa nhé. Đấy, giá này chưa phải là giá cuối cùng, xe được hỗ trợ vay 80%. Cần hỗ trợ gì các bác cứ alo đến số trên hotline nha. Xem video chi tiết các bác có thể bấm vào cái phần bên dưới đó, tôi sẽ để một cái link review chi tiết hơn. Xin cảm ơn các bác.